Em có thể là ăn hai bát mì, hai bát phở. Anh có thể trả tiền hai bát, một bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ấy ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Chào thì, cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Cảnh, em quê ở Hà Nội, giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội và em làm môi giới bất động sản. Độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn. Em Hà Nội luôn. Vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây. Dạ vâng. À. Dạ em bận hết rồi. Rồi cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Họ tên đầy đủ của em trước kia là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có thử thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ấy, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy với cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Ừ. Với lại thầy phong thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con yêu thương ấy. Rồi. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. À, hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ồ vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Chà. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30 anh bay chuyến 8:40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt vé tối nay luôn ạ. Tối. Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang bảo chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, bao nhiêu Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi. Okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh. Ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí, ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện vớ vẩn là giật chết, nên là thôi những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Coi như nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam thấy hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế thì là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn hai bát mì, hai bát phở. Em ăn hai bát mì liền, ăn xong ăn hai bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần hai bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa là em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền tốt, tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiên là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng một bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người kibo với em một bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể đấy. Hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đâu? Thì đấy là em là đang tình yêu ích kỷ. Em là đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có ba bát phở mà không phải vị kỷ à? Trời đất ơi, ông không. Ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ ba bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ, ô lỡ người ta thử lòng mình thì sao? Chưa gì vào ăn ba bát à, anh trả hai bát, em trả một bát. Ô thế thì đâu có sức chết, tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là một hai lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả chẳng được. 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có hợp nhau để sau này mình cần. Cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như
lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bắt phở đi. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống, kinh tế em làm, nhưng thì anh làm để chia sẻ. Giờ anh nghĩ sao, đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả hai bát, em trả một bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi, để anh trả, nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho, anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Đúng rồi. Là đầu tiên là ôi trả hết, sau đó về cưới nhau rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống nó phải chân thành. Chân thành là chỗ đó. Trời rồi ơi sao? Thì về đưa tiền hết cho vợ, vợ làm trả là chuyện bình thường. Đưa tiền cho vợ cho ý kiến với em, để anh đàn trai làm việc, khoan từ từ, để anh làm việc với bà mối xong đó. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế, cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh, không, anh cũng có giữ lời hết. Là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhám cho nói trên sóng anh có quỷ đen không anh? Quỷ đen, quỷ đó không phải quỷ đen, quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỷ cho mình 2%, 30% gì đó, để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mà nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền, chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở, để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau đó là điều đương nhiên, và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thật sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn ba bát mà kêu em trả lời một bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Vào cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì đó. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào được tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không phải tặng trực tiếp vật chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Bọn em được 10 phút ạ. Tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, đáng lẽ có 2 phút nhưng mà từ Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Câu chuyện. Anh nói trước nha. Về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi. Đúng là em là... Ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha. Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy. Thì nó có câu thế này này, gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy, thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Thấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó rồi. Thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ cái vấn đề, nó không nhỏ nhặt, quan trọng đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy. Là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội,
hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người rất, đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy, thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì khả năng anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bình thường. Phở nhưng mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nói chung là cái ý anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì... Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Thì những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái nó... đấy em bình thường. Hơi xa với thực tế không? Hay là nó không, bình thường? Cái đấy em bình thường, em không có vấn đề gì. Hẳn là em thầy thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần em tượng quá cuồng luôn. À Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ thích... giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích ở cái điểm gì đây? Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 nhỉ? Nói tính phở đấy chị. À tính phở. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngoặc đóng ngoặc. Ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất ý là hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn đi. Em thích con gái ạ. Em thích cả con trai nhưng mà em sẽ để được con gái đầu tiên. Đúng, con trai em để thứ hai. Em sẽ để được giới tính của con, em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Nghĩa là khi mà mình lúc mình quan hệ để cho tiếp tiếp lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái, khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích con gái vì em thích con gái thì sao? Thì là lúc sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là đúng ý đó. Anh ấy là như thế đấy. Nghe nói anh Đúc nghĩ là sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một là sao, là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? À cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ, hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi, hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh khóc lúc trong này. Anh hay là trường hợp ngoại lệ. Rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát giữa rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng. Đã tạo ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ. À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em. Rồi. Đi ăn với anh, kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. Rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn 1 bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mấy lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả.
Tóm lại là lần đầu tiên gặp thì ba bát phở, ví dụ em ăn hai bát để anh ăn một bát đấy, thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. Như nào? Anh sẽ trả tất. Nhưng okay. Mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không? Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói gì, anh chưa nói anh có nhận hay không, nhưng anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả, nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh em nha, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ, nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận được nhận lại. Thì sao em không cho đi trước đi? Thì sao em không cho đi trước đi? Không. Trời. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu hai mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý. À, anh như thế này. Anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Yeah. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em có cơ hội em sao? Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người ở đây. Mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái thế. Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam được. Thì anh hãy trả hết tiền ba bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền một bát phở, người ta trả anh hai bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước, anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đã nói anh cao bắt thượng, em trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói em bắt anh trả tiền. Đúng không? Tiền bát phở. Tiền bát phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Yeah. Em chưa nói là bắt bạn ấy trả. Em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy, thì em rất là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền ba bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả anh tiền. Anh không đòi. À không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, em thấy anh thấy là mình lệch quan điểm quá, thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh một bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi anh nói như thế thôi, nhưng mà anh hơi bị men đấy, nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi thôi. Rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu như rồi. Có dịp nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể mình người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao, và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi bây giờ 3, 2, 1 hết thời gian. Ê. Hết thời gian rồi, em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được rồi, đây cảm ơn các bạn, đây quà của em. Cho em chia sẻ tí nữa cái lý do bấm nút đấy. Đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình được quyền chọn đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà. Mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ tương tác với nhau hơn, dễ vận hành hơn.